con rào thủ con nha. Trời rất là lắc luôn. Phải nếu có sóng to nó lắc nha. Rồi. Điểm neo đậu của anh em săn bắt tại khu vực gần đảo Kevin do Trung Quốc đóng giữa nha mọi người. Bảo sẽ neo xuống đây. Đêm nay mọi người, chúng mình cũng đã tới điểm để bắt săn bắt hải sản rồi. Đêm nay là đêm thứ 20 của anh em tại quần đảo Trường Sa. 20 ngày rồi, nó cũng mắc vả lắm. Rồi tới điểm săn bắt của mấy anh em trời cũng có lắc có mưa nha. Đây, sóng này thế này êm rồi, keno nhỏ mà sóng như này cũng hơi lắc nha, chứ sóng hơi một tí keno nhỏ vất vẻ nhiều lắm. Anh em đang có mưa mà sừng kiểu nha, giờ cái to còn sừng kiểu nên mà nha mọi người. Hai ơi, chào mọi người, tiếp tục quay lại khu vực đường xe săn bắt hải sản thôi. Thì đêm nay là đêm thứ 20 của mấy anh em tại khu vực đường xe này. Cùng các bạn thuyền con hai nha mọi người. Thì hôm nay là đêm thứ 20 cũng quay lại đảo Kevin gần khu vực Trung Quốc đóng nha. Khu vực này thì anh em làm cũng rất là xe thuyền lớn nha. Hy vọng đêm nay nhiều hải sản. Bây giờ cũng vừa tới khu vực neo đậu thôi, mấy anh em chuẩn bị sửa sạn để mẹ đêm anh em xuống đại dương săn bắt hải sản cho mọi người xem. Bây giờ thì chuẩn bị vô đồ. Đây, bạn thuyền con hai gồm có bạn Tâm nha, có lẽ anh hai, Hà Tâm. Còn đang vắng sừng chỉa là bạn Vũ nha. Bạn Vũ, phía xe là bạn Bảo có đôi lời phát biểu cho mọi người xem lúc trước rồi á. Nói thì tiếng địa phương hơi khó nghe một tí, mọi người xem thông cảm. Còn phía sau là anh con nha, anh con chìm lưỡng ghê đi lớn với lại keno con hai. Bây giờ thì phẩm nói lộn nha, trước này là keno không bột nha mọi người, xin lỗi mọi người là keno không bột. Mọi người anh em sửa sạn chuẩn bị săn bắt nha. Đang giờ thì bạn Bảo phía sau dòng lái, có anh Tâm, có bạn Tâm anh con với bạn Vũ nha, săn bắt đêm thứ 20 của mấy anh em. Rồi sẵn sàng rồi mọi người, may mắn rồi. Rồi tiếp tục xuống đại dương để mà làm clip cho mọi người xem. Cảm ơn chào cô chú anh chị nha. Nước chỗ này cũng cạn thôi, tầm khoảng 5 đến 6 xả tay. Vừa nhảy xuống là thấy rạn rồi mọi người. Những clip này anh em quay thì cũng qua chiều heo. Đi trường xe thì bắt buộc phải chiều heo tầm khoảng 2 đến 3 tháng mới có video nha mọi người. Vừa đi thì mất hơn 1 tháng rồi.
về sáng để mà được một cái video chúng mắc hơn cái tuần nha. Vì vậy những video tuần xe á, mọi người coi thì nó sẽ chậm hơn 1 đến 2 tháng nha mọi người. Gẫm cũng vừa đắp rạn rồi nè. Tại khu vực lường xe thì san hô á, nó còn sống khá là nhiều. Vì vậy màu sắc của những dạng san hô khá là đẹp nha. Phía xe là bạn Tâm. Cái nô khung 1 này thì cũng có Tâm, Gẫm, bạn Bảo và bạn Vũ nha. Với lại anh Công. Phía trên là cano đó mọi người. Nước cũng khá là cạn luôn. Anh Con vừa mới nhảy xuống này. Mấy anh em cũng đẹp dạng hết rồi. Bây giờ đi kiếm hải sản thôi mọi người. Đây Gẫm thấy một con cá thèn này. Nó thấy ánh đèn là nó chạy ra ngoài nha. Cái thèn này khi mà đụng ánh đèn á, nó sẽ rời đi chỗ khác. Cái này ăn cũng khá là mềm. Cái nẹt nó thì mềm lắm mọi người. Đặc biệt là kho nha. Kho thì nó thấm gia vị hơn. Chỗ này có một con gì nè. Wow, một con mực nang nha. Mực nang siêu nhỏ luôn nè. Vừa mới sinh thôi mọi người. Mực nang thì nó sẽ sinh ra trứng, sau đó nó nở ra con. Xíu này không biết là con ké gì. Gẫm đang có xương nha. Còn cái hòn đá này nè. Còn hàng sau. Không biết là con ké gì luôn. Wow, hình như là con trình mọi người. Con cái trình nha, gẫm xương trúng rồi nè. Nhưng mà con hang sau này con có cách nào để mà lấy ra. Xương được giữa cá mình mới lấy ra được mọi người. Rồi không được rồi nha. Con này không lấy ra được. Xương trúng nhưng mà không lấy ra được. Gẫm đang kiếm xung quanh nè. Kiếm xem nó có chạy về hướng này không. Những con cá trình mà anh em xiên về bán á, tầm khoảng 6 đến 70 nghìn một ký. Nếu mà bắt sống được thì nó sẽ mắc hơn. Nhưng mà những con hang đá này anh em khó bắt sống nha. Tầm khoảng 3 đến 5 ký trở lên anh em mới bắt sống. Dưới 1 ký thì anh em sẽ xiên. Là chỗ cái hang mà gẫm xiên từ sớm này. Vẫn còn thấy nha. Cái trình thì nó cũng khá là lanh mọi người. Thấy anh đèn nó sẽ chui về hàng sau hơn. Nó luồn lách khá là hay luôn. Có lẽ con này không xiên được rồi mọi người. Cái cần san hô này cực kỳ to luôn. Đây chỗ này có một con cá bò mòn nè. Còn hàng đá. Wow, con cá này được tiền hơn. Tại khu vực rừng xe anh em sẽ chọn lọc những con cá để mà săn bắt nha. Vì những con có giá trị cao thì túi đá nó sẽ đỡ heo hơn. Anh em có thu nhập nhiều hơn. Vừa rồi là cái con cá hồn chìa nha mọi người. Còn những con cá bò mông này thì anh em chủ yếu săn lên để ăn. Cái này thì thương lái mua khoảng 10 đến 15 nghìn một ký. Nên anh em không bắt dành đá để mà mua những hải sản đắt tiền hơn. Cái này nếu mà muối thì nó cực kỳ heo đá luôn. Vì cái này á, cái dè nó là dè nhám nha. Nó tựa như là dè két và mọi người. Cá thì rất là to, muối một con này cũng heo đá lắm. Cái bờ mòn này tại khu vực còn đảo Phú Quý thì khỏi phải nói rồi mọi người. Rất là được tiền luôn. Nhưng mà khu vực đường xe á, anh em sẽ hạn chế xuyên. Con này gẫm sẽ xiên lên để mình nấu ăn chứ không xiên về bán nha. Phải làm cho nó không còn bơ nha mọi người, chứ mà nó bơ nó chạy á thì cực kỳ nguy hiểm luôn. Vì phía sau đuôi nó có 4 cái dao cực kỳ bén luôn mọi người. Những thợ lặn cũng đã bị những con cá bò này chém về chân về tay rồi nha. Nó để chạy e về chân tay á, thì sẽ bỏ lặn một đêm, phải may lại đó mọi người, đứt tới xương luôn. Đây mọi người thấy phía sau đuôi không, cực kỳ nguy hiểm luôn.
chỗ này không biết là con gì, cảm thấy con hang sâu rồi. Thì đây là một con cái bò hòm này. Wow, sảy rồi mọi người, nhưng mà vẫn còn thấy nha. Cái bò hòm này luộc hấp hoặc là nướng á thì ăn rất là khô, cái nẹt nó ăn khô lắm mọi người. Đang kiếm hải sản nữa này, cứ gặp những cụm san hô to hoặc là ngó có giá trị anh em sẽ soi kiếm nha. Hình như có một con cá đang hang đá này, con cá rất to nha. Gặm đang có lùa cho mày thấy cái đầu dễ xiên hơn, chứ thấy nó cái đuôi thì khó xiên được lắm mọi người. Thấy nó núp trong các gạt đá này nè. Wow, nó chạy về này mọi người, con cá hồng chìa nè. Một con cá hồng chìa rất là to luôn. Cẩm kiếm bên trên này xem có cái bọn hang nào không nè. Có lẽ không có rồi, chỉ là một cái bọn hang phía dưới này. Nhưng mà nó chui cũng khá là sâu bên trong. Đang có chờ xem nó có chạy về không nha. À, thấy nó rồi mọi người. Những con cá lăn hang này là chỉ nhắm cái đầu thôi. Những con cá phía ngoài cũng vậy nha. Anh em xuyên chủ yếu là nhắm cái đầu. Rồi, được rồi nè. Wow, con cá hồng chìa rất là to luôn. Cá hồng chìa thì ít con to lắm mọi người. Tầm khoảng nửa ký là to rồi. Nếu mà được con 1 ký hoặc là hơn 1 ký là nó chạy bé luôn. Vì vậy những con cá gì to khoảng hơn 1 ký là anh em rất là mừng. Thì theo loại cá mọi người, cái này nó không lớn to á, nên gặp một con hơn 1 ký là to rồi. Cá hồng chìa này thương lái mua khoảng 55.000 một ký nha. Cái này thì ăn khỏi phải nói rồi, béo cực kỳ luôn. Đây có một con hải sâm này, hải sâm ga nha. Có lẽ con này nhỏ rồi mọi người, nãy giờ mới gặp một con hải sâm, nhưng mà gặp một con nhỏ, gặm không có bắt. Đang có kiếm con hải sâm khác nè, hy vọng sẽ gặp con to hơn. Wow, một con mực nang siêu to nha, cái này may mắn luôn. Mực nang thì nó nguyệt lên cực kỳ giống san hô. Con này rất là to mọi người, tầm khoảng 3 ký nha. Rồi gẫm xuyên được rồi này. Mực nang ban đêm thì cũng dễ xuyên. Vì cái mùa này mực nang ít có con to, tầm khoảng 2 ký đổ lại là to rồi. Gặp một con hơn 2 ký trở lên là rất là mừng mọi người. Mực nang cái mùa này anh em bán tầm khoảng 150 đến 170.000 một ký, tùy theo mùa nha. Mực nang thì trên lưng nó có cái nang cực kỳ to và cứng luôn. Vì vậy xuyên anh em phải né cái nang nó ra. Wow, hình như phía xe vẫn có một con nữa nè. Chỗ này quá là hên cho gẫm luôn mọi người. Vừa được một con mực nang, đi tới một đạn thì phát hiện ra con thứ hai này. Có lẽ chỗ này hai con nha. Cũng may mà ngay cái hướng đi của gẫm luôn nè. Nếu mà không ngay hướng đi thì không gặp con này rồi mọi người. Tại con này nó định chạy nè. Đa số gẫm sẽ xuyên lướt cái nang của nó gần cái đầu luôn. Như vậy thì khỏi trúng cái nang nha. Wow, nó xịt túi mực dây đen thui luôn. Cái túi mực nang thì đen cực kỳ luôn. Đen nhất cách là túi mực nha. Với lại rất là nhiều. Con này cũng đồng như con vừa rồi nha. Tầm khoảng hơn 3 ký luôn. Và mọi người thấy không, cái vòi nó xịt túi á. Quá là hên cho gẫm cái chỗ này nha. Được hai con này cũng coi như là vừa thu cái tăng này. Thì
Hình như phía xe gặm đây phát hiện dây con gì rồi. Thì dây là không phải nha, các bậc đứng mà người, các bậc đứng sau thẳm luôn. May mắn cái chỗ này là được hai con ốc bè nè. Ốc bè này anh em bán tầm khoảng 35.000 một con. Phía xe là bậc đứng rồi nha. Bực đứng thì nước sẽ rất là sâu, tầm khoảng 40-50 mét nước. Vì vậy anh em không dám dây tới các khu vực bực đứng đó. Khi gặp nước chảy thì anh em bắt buộc phải bươn vào nha. Được hai con ốc bì chỗ này cũng kiếm 70-80 nghìn rồi. Ruột ốc bì ăn khá là mềm luôn. Phía xe gặm phát hiện dây thêm con thứ ba này. Nó núp dưới hòn đá bánh tráng này. Coi con mua vỏ lặt lên mà nó trắng đẹp như thế này thì sẽ bán được vỏ nha. Nếu mà lặt lên mà dè, đen thui, đỏ lòm thì anh em không có lấy đâu. Mà đó thì anh em chủ yếu lấy bán vỏ thôi. Không biết chỗ này có ốc không? Tới cái khu vực này thì anh em rất là hèm giỏi nha mọi người. San hô cực kỳ nhiều luôn. Wow, một con cá mú mọi người thấy không? Nó lú nổi cái đầu ra thôi. Hình như nó chui về hang lại rồi. Con cá mú rất là to luôn. Đã thấy cái đuôi phía sau này. Cái đuôi thì gắm không có xiên nha. Xiên cái đuôi thì chỉ làm đau nó thôi mọi người, chứ không xiên được nó. Cái đầu thì nó chui qua bên này nè, nhưng mà không thấy nữa nha mọi người. Hình như nó nép vào rất là kỹ trong cái hang đá này luôn. Gặm đang có lùa phía sau này á, cho nó lúi cái đầu ra nha. Không biết là còn trong bụng hang này không. Đang có kiếm rất là kỹ luôn. Hình như vẫn còn trong hang đá này nè. Con này to lắm mọi người, phải kiếm cách để mà lúi cái đầu dây để xuyên nha. Nó không lúi cái đầu dây là xuyên không có được đâu. Đại phường mới nói này. Rồi, được rồi mọi người. Đúng như cái đầu này thì dễ được lắm. Nó sẽ không còn bơi. Rồi, chính xác rồi mọi người. Khá là to luôn. Con này tầm khoảng 2 kg nha. Hơn 2 kg luôn. Cái này gọi là cái mú én. Cái này thì anh em không có nuôi sống đâu. Có một con ốc bằng tay chỗ này này. Ẩm sẽ lặt lên xem. Phía dưới này trắng lẻo này thì lúc đó sẽ bán được 10.000 một cái vỏ nha. Bây giờ anh em nuôi ruột bán sống này á, tầm khoảng 20.000 một con. Wow, may mắn cho mọi người, trong hang đá này là một con cái bò dép. Cái này thì bạn Vũ gặp quắt đèn gẫm lại nha. Gẫm lại quay phụ để mày bắt ké phụ cho mình Vũ thôi. Còn cái bò dép trong hang khá là to luôn. Đi khu vực rừng xe anh em khóa nhóc này bắt những con hàng sống. Hàng sống có nghĩa là những con mà anh em nuôi sống á, nó sẽ được tiền hơn nha. Ngoài khu vực rừng xe thì sẽ có bên lại hàng, anh em gọi là hàng sống, hàng đá và hàng khô. Hàng khô thì dê cái nóc bong bóng về ốc, có nghĩa là ốc ta tượng, ốc lái ruột nha. Rồi gẫm bắt được các con hàng sống này rồi, gọi là cái bò dép này. Cũng khá là to mọi người, tầm khoảng 3 kg nha. Như thế này thì đủ sao là một rồi, hơn 3 kg sẽ mua là 2. Là một anh em bán tầm khoảng 320-340 nghìn một ký, cũng rất là được tiền. Còn là 2 thì anh em bán tầm khoảng 150 hoặc là 200 nghìn. Mọi người thấy cách mà anh em bắt ốc ta tượng không? Sẽ cõng trên lưng như thế này, nó sẽ đầm cả lưng dễ đi hơn. Có một con cái thèn phía dưới này này. Cái thèn anh em bán tầm khoảng 25-35 nghìn một ký tại khu vực đường xe nha. Mỗi khu vực cá sẽ bán khác nhau, tùy theo anh em đi lâu hay nhanh thôi.
Những thằng đẻ này thì gõm phép thì ra một con tôm này, một con tôm vỗ nha, còn gọi là tôm dép. Tôm này cũng khá là được tiền, mua theo là tôm hùm đó mọi người. Con tôm vỗ này được làm một rồi, anh em sẽ bán 800 đến 900 nghìn một ký. Tôm thì có rất là nhiều loại tôm, tôm vỗ, tôm mũ ni, tôm rau, còn gọi là tôm hùm nha. Phía xe này gõm phát hiện ra con gì rồi, đang có đi lại rất là nhanh luôn. Còn một con cá mú nữa nè, còn nó thái đèo nó chạy rồi mọi người. Con cá này cũng khá to nha. Wow, rất là tiếc nha, gõm đi lại không có kịp mọi người. Vừa gặp nó phía xe chạy lại nhanh nhưng mà cũng không kịp nó nè. Nó chỉ còn lắc nhẹ cái đuôi thôi là để chui về hang đá rồi. Còn đá này rất là to, gặm đang kiếm xung quanh nè. Không biết có phát hiện ra con cá này không. Cá này có lẽ cũng đoàn con vừa rồi nha. Wow, không thấy con cá mú én mà được con cá mú lé clê nè. Cá mú lé clê này thì không có con to đâu. Gặm xiên thì tầm khoảng 3 lạng đến 4 lạng là to nhất thôi mọi người. Lâu lắm mới được một con nửa ký nha. Còn cái mũ én này nó chạy, nó núp vào rất là kỹ, không kiếm được rồi mọi người. Đây gẫm thấy rồi, thấy nổi cái đuôi thôi mọi người. Rất là lâu nha, kiếm cực kỳ lâu luôn. Thấy nhưng mà không xiên được á, sẽ không xiên nha mọi người. Nếu mà xiên không chắc chắn thì sẽ không xiên. Cẩm đang có tìm cách để mè một phép được luôn á, vì vậy phải cực kỳ lâu, phải chờ đợi nó đó mọi người. Nó núp dưới này nè, nhưng mà không có cách nào để mè chui vào. Cái hang này cực kỳ hẹp phía dưới luôn. Cẩm nhắm đại nè. Và có lẽ trúng rồi mọi người, nhưng mà không trúng được cái đầu của nó. Nó dậy thì cũng sổ thôi. Có một con cá phía ngoài này nè. Cái này gọi là cá to đầu nha. À, nó nằm im này thì dễ xiên lắm mọi người. Một phát được luôn. Cái này anh em bán tầm khoảng 25.000 một ký. Cái nạc nó thì ít ngon hơn những con cá khác, vì vậy anh em bán ít được tiền hơn. Cứ gặp những hòn đá to là gặm sẽ kiếm rất là kỹ luôn. May mắn sẽ có những hải sản đắt tiền. Đây là một con tôm hùm rau nha, còn gọi là tôm hùm xanh rồng. Tôm này chưa có lớn, nó còn nhỏ thôi mọi người. Tôm này lớn khá là nhanh, có con tầm khoảng 2 kg. Đây, nãy giờ mới phát hiện về phần hải sâm này. Về cũng có con hải sâm chỗ này. Có lẽ con này hơi nhỏ một tí, nhưng mà cũng được rồi. Nãy giờ không được con nào nha. Dưới này là một con sò ta tượng nè, hàng quốc cấm nha. Gẫm đang kiếm nè, may mắn sẽ được vài bê con hải sâm chỗ này. Wow, mọi người thấy con gì phía dưới này không? Là một con ốc nha, gọi là ốc đuôi cong. Con này nó để dè về lâu, nó để chết hết các cừ rồi mọi người. Chủ yếu là anh em sẽ bán được cái ruột bên trong. Cái ruột bên trong mua khá là được tiền luôn. Ốc đuôi cong nha, anh em sẽ bán ký này. Chủ yếu là còn ruột là sẽ mua thôi, không quan trọng là cái vỏ nha. Những con như thế này thì cực kỳ nặng luôn. Con này tầm khoảng hơn 2 kg nha. Nó rất là nặng mọi người. Trong hang đá này có một con cá này, cá nọc phi nha. Cái nọc phi này nọc độc cực kỳ mạnh luôn, anh em không có xiên, với là thương lái cũng không có mua.
đèn của anh em phía xe. Có một con ốc bù dưới này nè mọi người. Ốc bù thì thương lái mua khoảng 35 đến 40 nghìn một con. Rồi tới giờ lên rồi mọi người. Đang có đi lại chỗ anh em thì được một con ốc bù. Tăng này cũng đủ rồi, rồi đủ 2 tiếng rưỡi nha. Tăng đầu tiên anh em sẽ lặn 2 tiếng rưỡi. Tăng sau cũng 2 tiếng rưỡi, về tăng sáng thì tầm khoảng 2 tiếng. Tùy theo hàng hải sản mà anh em gặp nhiều hay ít nha. Đây là bạn Vũ này. Còn đây là bạn Tâm. Mỗi người đi mỗi nơi khác nhau nên cũng ít thường xuyên gặp mấy anh em. Chỉ khi nào mà tới giờ lên thì sẽ tập trung lại như thế này. Mỗi lúc lặn thì sẽ lặn 4 người nha, về một người ở phía lên dọn lái. Khi lên như thế này sẽ thay ke, thay một người, cứ thay vần như thế nha mọi người. Đêm nào thì cũng thay. Đủ 7 đêm thì anh em sẽ được nghỉ ở trên một đêm. Sau đó sẽ xuống lại lặn tiếp 7 đêm sau. Giờ lên xem thành quả thôi mọi người. Đây được một con ké bò dép nha. Ké bò dép đen. Đây hải sâm gai thưa thớt mọi người. Tôm vỗ gọi là tôm dép. Bắt đầu thơm. Tăng đầu tiên của đêm thứ 20, bán em vừa mới lặn lên nha. Mỗi anh thì cũng ít thôi, vài con ké với lại hai bè con ốc ta bù nha mọi người. Và một con ké bò mộng nha. Ké bò mộng này, khu vực này anh em chủ yếu săn lợn ăn thôi, chứ không đem về bán. Mú nha, ké mú to, ké mú này gọi là ké mú én nha. Ké nắp hòm, ké hồng chìa này mọi người. Rất đủ ăn rồi. Đây là ké đỏ nách nè, ăn nhất nách luôn. Đây ốc bè, bè với ốc bèn tay nha. Đây là ốc bu. Ốc bì này ăn ngon lắm. Được 5 con ốc ta tường nè mọi người. Mọi người xem những video đêm trước á, anh em bội thu khá là nhiều ốc ta tường nha. Đêm thứ 19 của anh em thì ốc ta tường khá là nhiều luôn. Bây giờ anh em bỏ cái xuống.